Dạ, xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Dạ, ngày hôm nay thì Thành Nguyên đang chờ một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Dạ, thì cái hoàn cảnh này Thành Nguyên nghĩ rất là trớ trêu. Thành Nguyên mới nghe qua thôi thì cái câu chuyện là nó như thế này. Cái anh chàng này, anh có một cô vợ. Hai vợ chồng này cũng đang còn trẻ lắm. Có một cô vợ nhưng mà mấy tháng nay thì người chồng cứ đi làm về mà cứ động chạm tới người của cô vợ này là cô nhảy dựng lên và cào cấu, rồi là nói chung là làm ghê lắm, rồi không có ngủ chung. Tình trạng của hai vợ chồng khá là căng thẳng và cô vợ đòi đâm đơn ly hôn. Thì cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào thì Thành Nguyên mời quý vị cùng gặp cái nhân vật chính nha. Nhân vật đang chuẩn bị vào đây. Dạ. Chào anh nha. Rồi, chào. Mọi người vào. Anh kêu nước uống cho anh. Anh chưa? Em năm nay nhiêu tuổi rồi? 33 33 anh. 33 Dạ. Đấy, ít mà. Dạ. Anh ở gần đây. Dạ, tại em cũng nghe anh ở khu của Tân Bình. Tại lúc anh alo thì em chỗ làm chạy qua luôn á. Ờ, dạ. Đấy, làm gì? Làm bên chỗ văn phòng. Làm văn phòng. Dạ. Và thì cái câu chuyện của em như thế nào, em có thể kể qua cho anh nghe tí được không? Dạ. À khoan, trước mắt là cho anh hỏi em tên gì? Em tên Hạnh. Em tên Hạnh. Dạ. Hạnh trong hạnh phúc đó, đúng không? Dạ đúng rồi, hạnh phúc. À, như thế này, có nghĩa là trước khi hỏi em thì anh phải xin phép em là anh sẽ quay hình. Nếu như có cô chú hay là những thầy nào có thể, có những thầy cao nhân nào có thể giúp được em thì anh phải có những cái hình ảnh và những cái tư liệu để những người ta mới có thể giúp em được ha. Dạ. Phát trực tiếp hay không? À, không. Cái video này. Đúng rồi. Cái này mình làm mờ mặt cái được không? Em muốn làm mờ mặt. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì em Hạnh là nhân vật chính trong cái câu chuyện này. Thì em muốn làm mở cái hình ảnh của em. Thì Thành Nguyên sẽ tôn trọng cái điều đó. Và quý vị cũng thông cảm cho Thành Nguyên rằng là tại sao lại không có nhìn thấy mặt em ha. Đây là cái mong muốn của nhân vật chính. Và không có muốn lộ diện ra để cho người này người kia lại phải phán xét người kia. Thì cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống và tới cái đời tư của em. Thì bây giờ em có thể kể qua cho anh nghe về cái hoàn cảnh gia đình em. Dạ, thì vợ chồng em nó xảy ra khoảng 3 tháng mấy này. 3 tháng mấy này? Dạ, tại vì vợ em thì trước nay cũng bình thường, tuy nhiên 3 tháng mấy là em nó thấy có cảm giác nó rất là lạ. Mỗi khi em đồng vào người là cô ấy cảm thấy khó chịu. Không muốn cho em lại gần mà những lúc mà cào cấu đánh em á. Thì em cũng hỏi là nguyên nhân tại sao rồi. Thì cô chỉ nói là không có sao, tuy nhiên không thích vậy á. Nhưng mà anh hỏi trước đó thì vợ chồng có xảy ra cái mâu thuẫn gì không? Dạ không, vợ chồng em vẫn bình thường. Tuy nhiên nó xảy ra rồi em mới thấy nó chỉ hiểu cái là. Có nghĩa là ý em là sau một đêm là cái chuyện nó xảy ra dễ hả? Dạ đúng rồi, em thấy bữa trước thì vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường. Xong chỉ mấy ngày sau thì cứ vậy, mấy ngày sau em đồng vào thì là cô như vậy, không tới đồng lại lần nữa. Là từ hôm đó, từ sau ngày hôm đó là không có cho đồng vào người nữa. Đúng rồi, là từ hôm đó không cho đồng lại lần. Thì vợ em, ngoài em ra thì cô có cái thái độ gì với người trong nhà hay là người hàng xóm hay láng giềng xung quanh không? Hàng xóm thì vợ em ít tiếp xúc lắm. Tại vì vợ em thì em biết tính của vợ em nó rất là nóng tính. Nó hay cáu gắt mà mỗi khi em hỏi là, nhưng mà từ trước là không có cáu gắt như bây giờ. Như bây giờ có em với mẹ của vợ em bây giờ mỗi khi nói hay là gì rất là hay cáu gắt. Thế là cứ mỗi lần động chuyện hỏi như có vấn đề gì không hay là lại cáu gắt là anh thế này thế kia đó. Nên em thấy có cảm giác nó rất là lạ. Nhưng mà cái biểu hiện gần đây á, so với trước đây thì em thấy thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều anh, thay đổi rất là nhiều. Thay đổi thứ nhất là ngày trước rất là quan tâm đến em, xong mới lần đi làm về hai vợ chồng nói chuyện rất là tình cảm. Nhưng bây giờ nhiều khi em nhắn tin hỏi, nhiều khi không thì trả lời, sẽ có xem nhưng không trả lời. Và khi về thấy mặt chồng không thèm nói.
như không muốn nói chuyện nữa. Mà mỗi lần em động vào người hay là em gọi là muốn hỏi một hoặc là hỏi chuyện vợ chồng á thì nó có biểu hiện là mỗi lần em động là cô ấy có thể đẩy ra cào hoặc cái gì họ nói là không thích, đừng có động, đừng có ép gì á, cáu gắt luôn. Nhưng mà anh hỏi thật nha, em có làm cái gì sai trái với vợ em không? Dạ không. Vợ em nó biết không? Dạ không, em thì em khẳng định em không có làm gì sai trái luôn. Dạ. Theo quan điểm của em thì vợ em có vấn đề gì? Mới đầu thì em nghĩ là do sức khỏe, công việc bị áp lực. Thì em có hỏi là bây giờ em thấy công việc áp lực thì em có thể nghỉ vài ngày khỏe, sức khỏe rồi em tiếp tục. Hoặc nếu mà em có sức khỏe thì anh đưa đi, bị mệt thì em đưa đi bệnh viện khám em sao, nhưng mà em chỉ nhận được câu trả lời là không có sao, không có bị vấn đề gì á, sức khỏe không có gì mà công việc cũng không có gì á, chỉ trả lời vậy à. Mà em cũng nói với mẹ vợ em á, nói là bây giờ con nói thì cô cũng không nghe nên con không biết là cái chuyện gì xảy ra, nhờ mẹ là có thể hỏi giúp bọn con là đang có vấn đề gì, nếu mà bị sức khỏe thì con đưa đi khám, còn về tâm lý hay bị xì chết thì nghỉ một vài ngày, còn nếu còn con thì hiện tại con không có làm cái gì sai trái, không có nhậu nhẹt gái gú, không có gì nên con không có một cái gì sai trái mà để cô có cái thái độ như vậy. Nhưng mà em hỏi lý do cũng không nói lý do. Dạ, không nói lý do gì nữa, chỉ nói là không có gì là không thích vậy đó. Nhưng mà nếu như thế thì đâu có thuyết phục được em, đúng không? Dạ đúng rồi, thì em đâu có gì sai trái đâu mà vậy. Thứ nhất thái độ tỏ ra thái độ rất chi là lạnh nhạt với em. Mà thứ hai là nếu mà em hỏi làm căng thì cô sẽ lấy cái lý do là sẽ ly dị, chia tay. Nếu như mà em làm căng là đâm đơn ly dị. Đúng rồi, ly dị, nhận quyền nuôi con, còn em không có gì đâu. Mà mỗi lần lên về đó em nói mẹ em là con không biết nói sao, tại vì con nhờ mẹ nói thôi chứ giờ con nói con hoài cũng không trả lời, mà bây giờ con nói làm căng thì cô đòi ly dị, cô đòi vậy con không biết nữa. Thì theo em nha, theo em thì bây giờ vợ em nó có để ý một ai ngoài em không? Không, em nghĩ thì cái đó thì em cũng không chưa hiểu sâu xa, nhưng mà em nghĩ theo thử hiểu là chắc khả năng không có. Em lấy cái gì ra đảm bảo là vợ em sẽ không có một cái quan hệ ngoài luồng nào với ai đâu? Không, tại em cũng tìm hiểu sơ nhưng mà thấy vợ em là tính của vợ em là nó kiểu không có chơi bời, không có tiếp xúc nhiều á, hay kiểu nóng tính mà hay lắm, hay kiểu khi mỉm không nói chuyện với ai, nhưng mà theo tìm hiểu mới đầu thì chắc là không, bây giờ hiện tại cũng chưa có. Thế thì bây giờ em nghi ngờ vợ em là cái triệu chứng gì? Bây giờ trong cái suy nghĩ của em ấy, thì cái khả năng nào là cao nhất? Mới đầu thì nếu mẹ vợ em nói là đi xem bói thì người ta nói là có cái vòng lam gì gọi là nó bám theo á, thì em cũng không tin, nhưng mà vừa thời gian ở đây em thấy cái biểu hiện đó thì em cũng thấy đó. Nếu mà nghĩ thực ra thì nó cũng nghi sợ vậy, thì điện mỗi lần tối là em sợ, em đồng vợ em đúng không, là có cái biểu hiện em thấy nó rất là sợ. Là có nghĩa là em có cái cảm giác đó. Dạ đúng rồi. Dạ, gì hả? Nó kiểu như cào cấu hay là bị đẩy mặt, cào mặt các thứ á. Nhưng mà cào mặt là cào mặt của vợ em hay là cào mặt em? Cào mặt em á, nếu mà em đi làm tới cái lao vào đúng không? Là cào đẩy đấm này, cái gì có cái biểu hiện mà em thấy nếu mà người bình thường không có. Em nhiều khi đêm em cũng thấy dần dần á. Nếu có một lần thì em cũng nói là xong, cô nói là anh mà làm tới là có thể tôi giết anh ạ. Cái thái độ nó đêm này có nhiều lúc em suy nghĩ thấy cái thái độ rất chi là ghê. Thế cho anh hỏi vợ em bây giờ làm gì? Em đang làm kế toán văn phòng. Làm kế toán văn phòng. Rồi công việc hàng ngày của vợ em là sáng đi trưa về, rồi trưa đi tối về, hay là phải ở lại đó buổi trưa? Vợ em đi sáng tối mới về. Sáng đi tối về. Thế ngày trước thì đi làm sáng đi tầm 7:30-8:00 đi, thì đến tầm 6:15 thì về. Nhưng bây giờ có khi có hôm 7:00, hơn 7:00 về. Ngày trước ngày thứ bảy thì làm buổi sáng, nhưng bây giờ thấy có khi thứ bảy giờ làm đến 6:00 mới về, 6:00 hơn mới về. Thì em có hỏi là tại sao giờ là vậy, thì cô chỉ nói là do công việc à, nên nhiều việc nhưng phải làm cố à. Thì qua cái câu chuyện của em á, thì anh có một vài thắc mắc như thế này.
Anh đang thắc mắc là cái chuyện gia đình của em á, thì một là em làm cái gì đó sai với vợ em, hai là vợ em có một cái tình cảm ngoài luồng với một ai đó, và cái thứ ba nữa anh mới nghĩ thoáng qua thôi, nhưng mà bây giờ anh đặt câu hỏi em thử xem coi có nằm trong cái khả năng này không nhá. Là bây giờ có khi nào mà vợ em chán đàn ông mà lại thích đàn bà không? Không, nhiều khi em cũng dạo này em cũng hay có cái tư tưởng em nghĩ vậy. Mình bắt đầu thì em cũng nghĩ là có khả năng nhiều khi nghĩ đến người đàn ông khác. Rồi sau này em nghĩ thì nhiều khi có cảm giác vậy. Nhưng mà như mà cái biểu hiện thì không thấy có vấn đề xảy ra, vẫn bình thường. Chỉ có mỗi cái đi làm về các thứ vẫn chồng con thì vẫn bình thường, không có biểu hiện gì gọi lạ. Chỉ có mỗi khi nào mỗi em gần lại là có biểu hiện đó. Có nghĩa là cái khi mà vợ chồng gần gũi nhau thì thì mới tỏ thái độ thôi. Dạ đúng rồi. Còn không thì cứ bình thường. Dạ đúng rồi. Rồi nói chuyện này kia nó cũng bình thường. Không, bây giờ thì nói chuyện cũng không như ngày trước. Đúng, bây giờ thì cũng kiểu như những khi em hỏi cô gì trả lời cô đó. Thế thì cái khi đó cho tới bây giờ thì vợ em đối xử với gia đình bên chồng của em thì như thế nào? Bên đường em thì như thế nào? Vẫn như ngày xưa. Tại vì vợ em ít tiếp xúc với gia đình nhá. Tại vì gia đình em ở quê á. Chưa không có gặp nên nó ít tiếp xúc nên chưa có thấy biểu hiện á. Dạ em muốn. Dạ dạ. Bắt đầu em cũng có cái suy nghĩ là một là có người nghĩ tới người đàn ông khác. Nhưng mà sau thứ hai là em theo em tìm hiểu hay là em thấy cảm giác cũng cái đó khả năng cũng 50-50 nên cũng chưa chắc chắn. Nhưng mà có khi nào em dành thời gian em đi tìm hiểu vợ em không? Dạ có, em tìm dạ em tìm hiểu nhiều không? Ngày trước em cũng có tìm hiểu vợ em, lúc này cũng để ý đến vợ, quan tâm đến vợ, nhưng mà vợ em cũng biết điều đó, nhưng mà không hiểu là tại sao từ 3 tháng mấy trở nên vợ em thay đổi một cái rất chi là khác lạ nên em không hiểu cái vấn đề đó. Có khi nào mà vợ em bị trầm cảm không? Theo em không, vợ em nghĩ là có cái thời gian mà nghĩ là có cả, em nghĩ là có cả công việc á, chỉ chết, nhưng mà em hỏi chỉ chết rồi em hỏi, nhưng mà vợ em chỉ nói là không có gì, không việc như vậy không có đáng bao nhiêu để mệt đâu. Nói bây giờ thì sức khỏe có bị sao không em, và em cũng không có nói là cũng không có bị sao đâu. Có khi nào em đã khuyên vợ em đi khám chưa? Em khuyên từ lúc bắt đầu vợ em thay đổi vậy á. Cứ cái dạng này hay dạng trước, và em cứ 3 ngày em hỏi bây giờ em có bị làm sao không, bây giờ như tâm lý stress hay là trầm cảm gì không để anh đưa đi khám, hay sức khỏe gì không để anh đưa đi khám, thì vợ em chỉ gắt là không có gì á, gắt gỏng lên. Dạ đúng rồi. Vậy là đâu có chịu đi khám? À, không chịu đi. Mà mỗi lần em hỏi nhiều hay là em gì thì cô ấy gắt lên tra vấn hay là làm khó hay là gì đến gắt gỏng nữa. Mà em hỏi nhiều quá thì kêu là đây không ở được thì chia tay. Mà cái vấn đề là em nghĩ là em không có bị làm cái gì sai á, không có làm gì sai với vợ với con á. Mà tự nhiên cứ là vậy thì em đâu có để đổ cho em được. Tự nhiên là vợ em nó quyết định như thế thì chắc chắn là em không có đành lòng rồi. Dạ đúng rồi, tại em đâu có đành lòng. Vợ chồng em lấy nhau năm nay là được bao nhiêu năm rồi? Em lấy năm 2014 là đấy, xong gần 6 năm. Gần 6 năm. Dạ. Vậy thì đứa con của em năm nay nhiêu tuổi? Con em 3 tuổi mấy. 3 tuổi mấy. Dạ. Vậy là cũng lấy nhau mấy năm rồi mới có con? Dạ, mới đầu lấy thì có kế hoạch, sau này mới sinh. Mà có một cháu thôi đúng không? Dạ, mà đứa cháu nó cũng sinh từ lúc nó có bầu cũng thấy vất vả. Nó đang một cái bệnh gọi là tăng sinh tuyến thượng thận á. Nó phải uống thuốc hàng ngày luôn á. Là con em hả? Dạ. Nó cũng cực lắm, từ lúc có bầu nó đẻ ra xong nó phải nằm viện chuyển biên luôn. Rồi cho anh hỏi thêm em một tí này, là mẹ của em đi xem bói hay là mẹ vợ của em đi xem bói? Mẹ vợ em. Mẹ vợ em. À, mẹ vợ em rất quý em, tại vì em không có làm gì sai á. Có nghĩa là mẹ vợ em rất là tin tưởng em. Và luôn tìm mọi cách để hàn gắn hai vợ chồng lại. Rồi mới đi xem thầy này kia ha. Rồi có đi xem nhiều nơi không hay là chỉ xem một nơi thôi? Thấy mẹ em nói có một nơi hai nơi gì đó. Này em cũng nghe vậy, mới đầu em không tin, nhưng mà sau này em thấy cái biểu hiện của em thì em cũng có cái chút suy nghĩ.
mà vẫn có chút suy nghĩ rằng là có vong theo. Không, mới đầu thì em không có tin, mới đầu em chỉ nghĩ là do sức khỏe hay là cái gì, hay là cái thời gian trầm cảm gì đó. Nhưng sau này em thấy cái biểu hiện nó càng ngày nó càng thấy nó khăng nạ. Thế thì cái mong muốn của em bây giờ là như thế nào? Thì mong muốn là vợ em trở lại như ngày xưa. Là vợ chồng có tình cảm thôi, giờ mình còn trẻ mà, tình cảm chứ đâu phải người trẻ đâu phải già đâu mà. Mỗi khi chồng muốn gần vợ mà thấy nó thấy nó khó khăn quá, mỗi hai nữa xảy ra cái chuyện đó là thấy tình cảm vợ chồng nó là xỉa như xa nhau đi anh. Vợ chồng không có tâm sự hay là không có nói chuyện gì, mỗi lần đi làm về phải ba người làm. Nó thấy cái cuộc sống vợ chồng nó nhạt quá. Vậy bây giờ hai vợ chồng em ở riêng hay là ở chung với bố mẹ? Em hai vợ chồng em ở chung với mẹ vợ em. Mới có một em trai một cậu. Là em ở chung với bên đường vợ, dạ. bên mẹ vợ ha. Dạ. Thì vì bữa em có tâm sự với mẹ em thì mẹ em chắc nói chuyện gì có là cái bữa em ra ngoài thì có gì có nhìn như có anh xuống. Thì về thấy mẹ em cũng nói vậy, nhưng mà em luôn mẹ em nói chuyện thì em không rõ lắm. Sau thấy gì em gọi điện thì em nói thì em ấy. Thì có xin số cho anh, xong gọi điện cho anh, kêu gọi điện cho em, à cho anh bên anh. Là em suy nghĩ rằng là vợ em là có vong theo. Em khoảng bây giờ gần nhất thì em có cảm giác như vậy. Vậy là em muốn tìm gặp anh để nhờ một thầy nào đó. Dạ. Cao tay rồi giải cho vợ em. Dạ. Còn đi bệnh viện để mà thăm khám thì chắc là vợ em nó không đi rồi đúng không? Dạ, không đi rồi. Nên mỗi lần em nói là chửi em là hay là em nói em này kia mê tín này hay là gì thứ gì đó. Có nghĩa là mà em nói nhiều thì là lại nói cái lý do là không ở được thì chia tay rồi. Nhưng mà có khi nào em nói với vợ em rằng là vợ em bị vong theo không? Thì em có nói là thế hay có bị vong với theo thì chỉ được bị chữ là thời buổi nào còn mê tín vậy. Vẫn nói rằng là thời buổi nào mà còn mê tín vậy hả? Nhưng mà theo anh thấy thì có những cái hoàn cảnh mà người ta cho là bị vong theo đó. Thì thường thường là anh thấy người ta không có tỉnh. Thì người ta có nghĩa là đôi khi người ta có những cái biểu hiện điên điên khùng khùng đó. Nhưng mà theo như vợ em thì em thấy có cái biểu hiện đó không hay là tỉnh táo bình thường? Vợ em thì nếu mà nó cũng nóng tính ngày trước rồi, nhưng mà bây giờ cái cảm giác thấy nó nóng tính hơn nữa. Nó nóng tính hơn ngày trước nữa. Nên mỗi lần em nói là nó đổi cáu rồi nên nó hơn ngày xưa đó. Mẹ em vậy, mẹ vợ em bây giờ nói là mỗi lần nó quá lại đó. Rồi nhà vợ em được cả bao nhiêu anh chị em? Vợ em có vợ em với thằng em nữa, hai chị em. Có một cậu sau nữa. Dạ. Thì em trai của vợ em có phản ứng gì không? Em trai vợ em thì chắc là nó còn trẻ, nó không biết, nó quay chơi game, nó ít tiếp xúc lắm. Nó đi làm về là tối là nó cứ chui trong phòng nó chơi game vậy đó. Là cũng không có trò chuyện gì với anh chị hết hả? Nó ít trò chuyện, nó ít trò chuyện với người nhà không? Kể cả mẹ nó ít trò chuyện đó. Nó đi làm về nó cứ chui trong phòng rồi nó chơi game vậy. Cái mong muốn bây giờ em chỉ muốn vợ em quay lại tôn trọng em như ngày xưa, hai vợ chồng gắn bó cùng xây dựng hạnh phúc. Hai là cái vợ em không biết nó gì quay lại tình cảm với em như ngày xưa, chứ bây giờ hai vợ chồng cứ mỗi lần động vào nhau là cãi nhau, là cũng xảy ra nữa nhiều chuyện. Nhiều lúc em không buồn lắm, không làm được cái vấn đề gì luôn. Mà em nghĩ là em không có một cái vấn đề gì sai mà phải đối xử em như vậy. Dạ kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Thành Nguyên gặp một cái nhân vật khá là đặc biệt. Em tên là Hạnh. Em tên là Hạnh, năm nay 33 tuổi ha. Thì em có đó, thì cái câu chuyện mà em Hạnh vừa kể cho mọi người nghe thì quý vị cũng đã nghe qua rồi. Thì cái mong muốn của em đó là muốn tìm một thầy nào đó
cao tay trong giải bùa ngải thì sẽ giải được cho vợ của em. Đó là cái mong muốn của em. Em và mẹ vợ em cho rằng là vợ em bị vong nhập. Thì nếu như quý vị nghe qua cái câu chuyện và thấy những cái điều như thế thì nếu như biết một thầy nào hay là một cái phương pháp trị bệnh nào đó thì có thể liên lạc với Thành Nguyên hoặc là liên lạc qua em Hạnh đây, thì em có thể đọc số điện thoại giùm anh được không? 0901 327 899. Thì em Hạnh vừa đọc số điện thoại của em Hạnh. Thì nếu như quý vị có biết được một cái bài thuốc nào hay là có biết một cái thầy nào đó có thể giải được bùa ngải thì có thể liên hệ với em Hạnh hoặc là có thể liên hệ với Thành Nguyên để làm sáng tỏ cái vụ việc này giúp em và để cho em được tỏa nguyện trong cái mong muốn rằng là vợ chồng sẽ đoàn tụ lại như ngày xưa. Thì em muốn chân thành cảm ơn tất cả quý vị, thì muốn là một ai đó mà biết cái phương pháp để tìm hiểu được cái nguyên nhân mà dẫn đến vợ em thay đổi như vậy thì cho vợ em quay trở lại như ngày xưa. Chứ bây giờ nếu mà cuộc sống bây giờ hai vợ chồng em cảm giác nó rơi ở bế tắc, em khuyên vợ em thì nó không nghe mà mẹ em khuyên nó không nghe, mà bây giờ nếu mà cái tình trạng này xảy ra càng ngày thì nó lại càng đi vào cái ngõ cụt, nên em không muốn cái tình trạng này xảy ra. Nhiều lúc em cũng mệt mỏi lắm, muốn dừng lại nhưng mà nghĩ về con này phải cố gắng. Thì cái mong muốn của em thì anh sẽ gửi đến các cô chú đang xem cái clip của em để có thể giúp đỡ được gì cho em trong cái câu chuyện này hay không ha. Thì có như thế nào thì các cô chú mà có liên hệ với anh thì anh sẽ liên hệ lại với em để tìm cái phương án nào đó tốt nhất cho vợ em, hoặc là các cô chú sẽ gọi trực tiếp qua số điện thoại của em vừa mới đọc. Đó. Cảm ơn những cái chia sẻ về cái câu chuyện của gia đình em. Thực ra thì cái vấn đề này đúng lý ra thì nó cũng hơi khó nói, đúng không? Nhưng mà chắc là em cũng cũng hết cách rồi, thì mới thì em mới có thể tìm đến anh để nhờ anh giúp. Bởi vì thường á thì những người mà có những cái triệu chứng như thế này thì thường thường là người ta phải đi khám tâm lý. Dạ đúng rồi. Phải đi khám tâm lý. Rồi lúc đó mình mới biết được rằng là sâu xa trong cái câu chuyện này là nó từ đâu. Nhưng mà vợ em thì lại không có chịu làm những cái điều đó. Thành ra là cũng hơi khó cho em. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ kính thưa quý vị, em Hạnh thì có một đứa con nay cũng hơn 3 tuổi. Nhưng mà cũng không được may mắn, bởi vì cái khi mà cháu sinh ra là cháu đã bị một cái căn bệnh hiểm nghèo. Thì suy nghĩ của em Hạnh ấy, thì em không có muốn xa vời con, bởi vì cái chuyện đó mà xảy ra thì đối với một số người ấy, thì vợ chồng không có sinh sống với nhau thì thôi, cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà em Hạnh thì em rất là thương con, cũng rất là thương vợ, bởi vì đứa con sinh ra nó đã chịu rất là nhiều thiệt thòi. Mà bây giờ mà vợ chồng mà ly tán nữa thì thực ra đó là một cái điều bất hạnh cho đứa con của em đó. Cho nên là em cũng không có mong muốn cái điều đó xảy ra, mặc dù là vợ của em cũng đã nói lặp đi lặp lại cái câu chuyện đó rất là nhiều lần, rằng là nếu như anh mà cảm thấy khó chịu hay là không thích thì có thể ra tòa ly dị đó. Thì nếu như mà thế thì nó đơn giản quá, nếu như thế thì đơn giản quá. Nhưng mà em Hạnh thì như Thành Nguyên thấy thì em sống khá là nội tâm. Em là con người sống nội tâm. Và cái chuyện tình cảm vợ chồng thì đó là một cái chuyện đối với em rất là thiêng liêng, chứ không phải là cái chuyện mà qua đường. Thì cái mong muốn thực sự của em thì em rất là mong mỏi rằng là vợ sẽ trở lại bình thường như ngày xưa. Và cuộc sống vợ chồng không có cái điều gì xảy ra cả để mà còn lo cho con cái, bởi vì có đứa con nhưng mà cứ 2-3 tháng là phải đi vào viện khám định kỳ một lần, rất là vất vả.
cơ.